Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ minh tuệ biên tập nguyên tâm thời gian ngày 19 tháng 8 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông tập 548 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi mời xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải hàng thứ sáu trang bảy trăm mười từ kinh A Di Đà nói pháp môn này là pháp khó tình trong tất cả thế gian Đây là kinh văn Trong kinh Di Đà Tình chấp của chúng sinh Thời mạt phá Sâu nặng dưới diệu pháp Tối cực Duyên đúng Nhất thừa liễu nghĩa Cứu cánh phương tiện không thể tin được Trái lại xin nghi ngờ phỉ bán Đoạn này cho chúng ta thấy Trong hoàn cảnh đương thời Tồn tại những vấn đề rất nghiêm trọng không phải không có nhân duyên Nhân duyên rất thù thắng Gặp được Phật Pháp Gặp được Pháp môn này Gặp được bộ kinh này Đó là nhân duyên Như kinh Di Đà nói Không thể thiếu Hiện căn phước đức nhân duyên Nhân duyên chúng ta đều rất thù thắng đều gặp được đây là nhân duyên rất ít gặp được đích thực không phải tất cả chúng sinh đều có thể gặp ngàn vạn kiếp đến này đời này sang đời khác bao nhiêu bồ tát muốn gặp cơ duyên này mà không gặp được à, Ngày nay chúng ta đã gặp được ừ, Gặp được mà để ruột mất Nguyên nhân ở đâu? Không tin Nửa tin, nửa ngờ Đây là con đường mà bản thân chúng ta đã từng bước qua Dấu ấn của chúng ta Đã quá sâu đậm Tôi đã rất nhiều lần Nói với những bạn đồng học Tôi có niềm tin với tịnh tông Là sau hơn 20 năm học Phật 20 năm học Phật Đầu tiên chưa có lòng tin Hoặc tiên là bài xích Hiểu nhầm Cho đấy là lời dạy dành cho những ông bà cụ Đây là lời dạy của Thế Tôn dành cho những người Ngu muội Họ là những người không có văn hóa không có trình độ phật dùng pháp môn này để ru ngủ họ nhìn pháp môn tịnh độ với thái độ như thế sau này khi thân cận pháp sư sám dân pháp sư sám dân tôi ở trong núi với ngài nửa năm Ngài dạy tôi Đọc ba bản chú giải kinh Di Đà Sở sao của Đại sư Liên Trị Yếu giải của Đại sư Ngậu Ích Viên trung sao của Đại sư U Khi Lại còn bảo tôi vẽ những khoa phán Của những vị này thành biểu giải Khi tôi làm xong khoa phán Cảm thấy rất kinh ngạc Khoa phán là gì? Là kết cấu cụ... Chương pháp kim văn Của một bộ kim Quang mỹ như thiệt mới thấy được người Trung Quốc gọi là văn chương thư nhật. Làm đến trình độ nào? Bạn không thể thêm được một chữ, thêm một chữ là thừa, có thể bị cắt bỏ. Không thể bớt một chữ, bớt một chữ nó bị đứt gãy. Không liên mạch. làm được kết cấu phương pháp như thế văn chương đệ nhất đẳng trong kết cấu chương pháp bạn sẽ thấy được nguồn mạch tư tưởng rất mạch lạc đối với kinh điển chúng ta không thể không khâm phục những quân tử thánh hiền thời cổ đại đối với văn chương của họ dùng cách đó mới thật sự thấy được tài văn chương của họ tài ở đâu ta có thể nói ra được ngày nay một số người viết văn không hay không hay ở chỗ nào ta cũng có thể nói ra được. ta có cách nhìn về khoa phán có thể phát hiện ra. vậy khoa phán có tác dụng như thế nào? khoa phán là để giải thích kinh. chỉ cần khoa phán là hiểu được, không cần chú giải nữa. tại sao? khoa phán là chú giải, chú giải sống. chú giải văn tự là chú giải chết. Khoa phán là xong Nghĩa là ta hiểu đoạn này Ý của câu này Hãy cố gắng phát huy Chỉ cần không xa rời Dụng ý của nó Chắc chắn sẽ không hiểu nhầm Đó là chú sống Bởi thì ai biết giảng kinh Người xem chú dạy không biết giảng kinh biết giảng kinh là người đọc được Khoa phán vậy nên bắt đầu học kinh giáo từ đâu bắt đầu từ Khoa phán khi học cùng thầy lý ở đài trung những thứ thầy dạy tôi chính là phương pháp này những đồng học có thể hiểu được người có thể lãnh hội không nhiều suốt đời thầy dạy học không bản thảo nghĩa là khoa phản biểu giải đại cương họ sử dụng những thư đó khi còn trẻ cũng theo đuổi công việc này bởi thì bất cứ nơi nào mời tôi diễn giảng Trước hết là viết Đại Cương Đại Cương đặt trên bàn trước mặt là Không cần viết bản thảo Viết bản thảo giảng nháp là thứ đã chết Nhưng Viết bản giảng nháp Ai khi đọc cũng có thể hiểu Dùng sương bài bằng phương thức khoa phán Không phải người trong cuộc đọc không hiểu Bởi thì thật sự Pháp khó tin của cả thế gian Tin những thứ khó tin Nên gọi là thiện căng có thể thực hiện những việc khó gọi là phước đức Không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên Có thể sinh sang nước đó Nói cách khác giảng sinh thế giới cực lạc phương Tây Điều kiện cần có là tin những thứ khó tin Làm những việc khó làm Giải Giải được bao nhiêu Thì tính bao nhiêu Không quan trọng Quan trọng nhất là Tin và làm Thực tế giải Là để giúp tin và hành Không giải cũng có thể tin Có thể hành Hiện căn và phước đức người đó rất sâu dày Chắc chắn sẽ thành tựu Nói cách khác Việc niệm Phật của họ chắc chắn sẽ giảng sinh Cả tin và hành đều khó Tin rất khó Hành còn khó hơn Nguyên nhân ở đâu? Ở đây đang nói về nghiệp chướng Nghiệp chướng rất nặng nhưng chúng ta không biết Tự tính và hành Mới có thể tìm ra được Nghiệp chướng của mình Thật có nghiệp chướng Học Phật bao nhiêu năm Vẫn không tin Hiện tượng này Tôi đã nói với các đồng học Đây là hiện tượng bình thường nói sao vậy ta là phàm phu phàm phu là như thế nếu có thể tin những chuyện khó tin khó làm vẫn làm được vậy ta không phải là phàm phu nói ta không phải thánh hiền thì ta cũng là người tái sanh chắc chắn không giống những người phàm phu khác Thông thường phàm phu là không thể tin Nửa tin nửa ngờ Không thể phụng hành Đấy là phàm phu thông thường Phía dưới mấy câu nói rất hay Tình chấp chúng sinh của thời mạt Pháp sâu nặng Tên là gì? Tên là mê đổi một chữ mê chấp sâu nặng sẽ dễ hiểu hơn cách nói này rất hạch thị rất hàm xúc tình là mê mê tình lý trí đây là tương đối thật sự tình chấp quá nặng Tình chấp quá nặng Đồng nghĩa mê quá sâu Quý vị thấy người ta dùng chữ quá hay Dùng gian tự rất đẹp Có nghĩa gì? Tình chấp quá sâu Mê rất nặng Mê quá sâu Có nghĩa như thiệt bởi vậy đối với tối cực viên đôn Đây là Pháp thứ nhất trong Phật Pháp Hoa nghiêm Pháp Hoa Lăng nghiêm bát nhà Không thể bàn được nó Tròn đầy Đúng là gì? Đúng là đúng ngộ, đúng chứng Hãy xem pháp môn này Đúng xà, đúng ngộ, đúng tu, đúng chứng Không có trước sau Ta có thể thành tựu ngay trong đời này Thành tựu vô thượng Bồ Đề Nhất thừa liễu nghĩa Bộ kinh này là kinh điển thành Phật Nhất thừa là thành Phật Không những liễu nghĩa Liễu nghĩa trục rào Diệu pháp cứu cánh phương tiện Tại sao? Nó rất dễ những ông bà mù chữ Chưa từng nghe Phật Pháp Ta bảo họ niệm Phật Niệm được Niệm rất chân thật Tại sao Họ thành tựu lớn lao như thế Thành tựu một cách nhanh chóng như thế Họ đầy đủ sáu chữ Thật thà nghe lời siêng năng Niệm lâu ngày chày tháng Họ thật sự biết trước giờ chết Giảng sinh Họ đi làm Phật Phần tử tri thức Mười hai mươi năm mới tin Không bằng họ Thua xa họ Năm ba năm là họ có thể làm Phật Nghe việc giảng sinh của chúng ta vẫn còn là câu hỏi lớn Ngày giảng sinh chưa thể cầm chắc Làm sao so với họ được Những ông lão bà lão này Đối xử với mọi người Quý vị cứ tự xem Khiêm tốn cung kính nhường nhịn phần tử tri thức chúng ta liệu tín phục họ không coi thường họ cho họ không có học thức không có trình độ nói họ mê tín người mê tín đã thành phật không mê tín vẫn đang luân hồi lục đạo Bởi thì không thể tin lại còn nghi bán Nghi là hoài nghi Bán là phê bình lung tung Phê bình họ mê tín Phê bình họ ngu si chỉ biết niệm phật không hiểu gì về kinh giáo thật sự biết niệm phật kinh giáo hiểu hay không đâu quan hệ gì giảng sinh đến thế giới cực là khó sẽ hiểu Chúng ta đây tự cho hiểu hết Nhưng không chịu niệm Phật Đây là thật sự không hiểu Những vấn đề này Những chân tướng sự thật này Chúng ta không thể không hiểu nếu không hiểu thì đời này rất thiệt thòi bản thân chúng ta không khai ngộ khi tu hành không được tá muội nghĩa là tâm không thanh tịnh nguyên nhân gì chúng ta không thể biết được Vẫn là Phật Bồ Tát từ bi Lấy phẩm này lễ Phật thấy quan Đấy là gì? Làm chứng cho chúng ta Phẩm Kinh Giang này là tác chứng chuyển Thế giới này Có hai dạng người Tận mắt thì khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh của thế giới cực lạ Đấy là nhân duyên thù thắng không gì sánh được Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Dùng thần lực của Ngài Đưa thế giới cực lạ Đến trước mặt chúng ta Để tất cả chúng ta thấy được chuyện này chúng ta đã được thấy trong kinh vô lượng thọ phật thuở đó phu nhân di đề hy gặp biến cố gia đình con trai bất hiếu muốn giết cha để làm quốc vương người mẹ cố sức bảo vệ nhà vua người còn oán hận mẹ và muốn giết luôn người mẹ mình chuyện này phải nhờ sức của mấy vị đại thần những vị đại thần này đều là tay chân của thái tử là những trợ thủ đắc lực khuyên nhủ thái tử từ xưa đến nay đã từng nghe giết hại cha để xóa ngôi vua nhưng chưa nghe giết mẹ Bởi thì nói nếu như Thái tử muốn giết hại mẹ Những người này sẽ bỏ đi Chúng tôi sẽ rời ngay Nên Thái tử không dám giết mẹ Nhưng dám bà vào ngục tối ngày nay gọi là giam lỏng không cho bà qua lại với mọi người không chỉ tất cả khiến bà không thể giúp đỡ hoàng thượng thái tự muốn cha mình đói mà chết Nhốt một chỗ như lao ngục Cũng là giam lỏng Không cho ăn uống Dùng thủ đoạn đó Phu nhân Di Đề Hy gặp tai nạn đó Cầu Phật Thích Ca Mâu Ni Bà là đệ tử quy y của Phật Thích Ca Mâu Ni Câu Phật Ý niệm đó vừa khởi lên Phật liền biết Ngài dẫn theo An Nam Và một kiền liên cùng đi đến an ủi bà Bà bạch Phật con quá khổ với thế gian này à, xin ngài có nơi nào tốt hơn không ừ. bà muốn giảng sanh không muốn ở thế giới này nữa phật thích ca mâu ni dùng thần lực của mình đưa tất cả quốc độ chư phật mười phương bay ra trước mặt để bà xem phật có khả năng đó khi đã xem kỹ phu nhân di đề hy nói thị giới cực lạ của phật a di đà là nơi tốt đẹp nhất con xin giảng sanh về nơi đó xin phật hướng dẫn cho bà phương pháp phật đã dạy cho bà thập lục quán. ở đây là mười phương pháp đây gọi là thập lục quán kinh Duyên khởi thập lục quán kinh có từ đó Phật không giới thiệu cho bà thế giới của vị Phật nào Mà Phật đưa tất cả quốc độ chư Phật ra trước mặt Bà tự chọn lấy Những phương pháp và lý niệm Kỹ xảo dạy học của Thế Tương Chúng ta nên Bình tĩnh để thể hội Nên rút ra bài học từ việc này Chúng ta mới có thể trọng độ chúng sinh như Phật được Lợi ích mọi người Để ta tự do chọn lựa Trong vô lượng thọ kinh này Trong phẩm kinh này Đây là hai vị Phật A-di-đà và Thế Tôn Dùng thần thông đạo lực Đã đưa hai thế giới Cực lạc và ta bà gần lại Trở thành nhất thể Hai bên nhìn thấy được nhau Cư dân thế giới ta bà Thấy được thế giới cực lạc Thấy được Phật A-di-đà Người ở bên Phật A-di-đà Cũng thấy được thế giới ta bà Thấy được Phật Thích Ca Mâu Ni Hai bên có thể nói chuyện Có thể thăm hỏi lẫn nhau Đây là sự thật không phải là giả Bởi thì Hai dạng người ở thế giới này Ở đây là Phật nói vô lượng thọ kim Thính chúng là chúng sinh quái người tận mắt nhìn thấy khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh thế giới cực lạc ở đây là thấy được thế giới cực lạc tận tai nghe phật a di đà kim hiện tại thuyết pháp kim là hôm nay hiện tại là đang thị hiện thuyết pháp hôm nay là giây phút này chưa bao giờ ngưng nghỉ để làm chứng minh khiến sinh chân tinh chứng minh những gì Phật thích ca mâu ni nói ở trước Mỗi câu mỗi chữ đều là lời chân thật Không hư vọng Những gì nói ra đều là chân tướng sự thật Không thêm không bước đấy gọi là như ngữ chân ngữ thực ngữ như ngữ những người dự hội đương thời thấy được ngày nay chúng ta đọc được những ghi chép này nên phải sinh tính tâm Không được nói họ thấy được Tôi chưa thấy Họ có duyên Tôi chưa gặp duyên đó Họ gặp họ tin Tôi đã nghe Tôi đọc được những ghi chép này Tôi cũng tin Có thể tin ở đây là thiện căn của bạn Tôi thấy được nhưng vẫn hoài nghi Tôi không phải không tận mắt thấy Tôi chỉ là nghe nói Tình cảnh đó cho thấy thiện căn của ta chưa đủ Phước đức của ta chưa thể hiện ra Khi phước đức hiện ra ta có thể niệm Phước đức chưa có mặt Không thể niệm được danh hiệu Phật Quý vị nên ghi nhớ Mỗi ngày niệm một dạng danh hiệu Phật Hai dạng danh hiệu Phật là người có phước Không nên coi thường họ đó là xét về sự xét về lý miệng niệm phật trong tâm thực có phật Còn được đó bất khả tư nghĩ trong miệng niệm phật trong tâm không có phật trong tâm đang trối bời cả khối tình chập niệm Phật kiểu đó thì sao có hơn không mỗi niệm đều gieo hạt giống vào a lai gia nhưng kiếp này chưa được giảng sinh nhất định phải hiểu vấn đề này trong tâm có phật miệng không niệm phật họ có thể giảng sinh tại sao vậy tâm tịnh thì quải phật tịnh sự tướng không quan trọng dụng tâm mới quan trọng sự tướng lúc nào mới quan trọng giúp chúng sinh là quan trọng chúng sinh không thấy tâm của quý vị nhưng thấy được tướng của quý vị Bởi thì tượng trưng của tướng Là lợi tha Trong tâm thực có Là tự lợi Tất nhiên Tự lợi rồi mới lợi tha Lợi tha rồi tự lợi Là duyên mạng nhất Nên Ý nghĩa quan trọng nhất Của phẩm kinh này là Làm chứng cho chúng ta Giúp chúng ta phát sinh chánh tinh Chánh tinh mới quan hỷ Phát nguyện cầu sinh Mới có thể siêng năng Siêng năng là phát tâm bồ đề Nhất hướng chuyên niệm Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Thế nào gọi là giác ngộ? Tôi buông bỏ thế giới ta bà. Nguyện giảng sinh thế giới cực lạc. Ý niệm như thế là giác ngộ. Nói cách khác, tôi không nghĩ cách quay trở lại luân hồi lục đạo tôi mong thành phật ngay trong đời này đó là giác ngộ thật sự phát bồ đề tâm khi phát tâm rồi phương pháp cầu sinh tịnh độ đó là một câu phật hiệu Bởi thì tụng kinh hay không không quan trọng Tác dụng của kinh Chỉ giúp chúng ta phá mê sanh tình Tác dụng ở chỗ đó Khi chúng ta đã tin Đạt được tác dụng Không còn hoài nghi nữa Quý tâm niệm câu Phật hiểu này Công đức của Kinh đã viên mãn rồi Nếu vẫn còn nghi hoặc Kinh kia rất quan trọng kinh giúp ta buông bỏ kinh giúp ta giác ngộ phá mê khai ngộ đoạn nghi sinh tinh tác dụng của kinh nằm trong tám chữ đó Ta không hoài nghi Ta không nghi hoặc Có kinh hay không không quan trọng Như những gì Đại sư Huệ Năng đã nói Khai ngộ Không liên quan gì đến thứ này có nhân duyên tiếp xúc kinh điển mở kinh ra để xem hoàn toàn giống với những gì chúng ta đã ngộ kinh giáo là để chứng minh cho ta thật sự ta đã thật sự ngộ chưa trên thực tế tác dụng quan trọng nhất của kinh giáo là chúng ta đã thực sự ngộ chưa mở kinh ra xem xem nó đã giống chưa giống là thật không giống chúng ta đã nhầm nó không nhầm nếu chúng ta nhầm mà còn dùng ý của mình để thay đổi tội đó sẽ rất lớn Tội đó là cuồng vọng tự đại à, Bởi thì kinh điển lưu truyền thị. Trong đó thế thị. nào cũng có hai chữ à, Mọi thị. người đều nhận ra hai chữ không Liệu có nên sửa đổi không thể Phải làm thế nào Thêm chú giải ở bên cạnh Chữ này có thể là viết sai của chữ X, -Y chú một mình không đụng đến nguyên văn tại sao vậy nếu đụng đến nó sẽ tạo nên một tiền lệ sau này mọi người xem không hiểu lại đổi thêm lần nữa tám người mười người đều đổi cuốn kinh đã chẳng ra làm sao liền phá cuốn kinh đó bởi thế Sách hội tập của Dương Long Thư tập rất hay Nhưng tại sao rất nhiều người đời sau phê bình ông Sách của ông được đưa vào tạng Bởi ông đã thay đổi mấy chữ Tạo nên tiền lệ thay đổi chữ Như thế là không được những gì ông thay đổi là đúng không phải sai nếu bạn phiên dịch thì không vấn đề gì có thể sửa đổi ngày nay ta không phải phiên dịch là hội tập hội tập thì phải dùng nguyên văn khi bạn dùng những chữ hay hơn khiến mọi người dễ hiểu càng dễ lý giải hơn không được ta chỉ được chú giải một bên không thể thay đổi nguyên văn đây là điều kiên kỵ rất lớn gọi là phòng khi còn trong trứng cổ nhân rất coi trọng công việc này sửa đổi một cách vô tội giả quý vị cho đó là đúng trên thực tế chưa chắc đã đúng Tại sao à, quý vị chưa khai ngộ Người phiên dịch kinh ngày xưa Điều này thầy lý trước đây cho tôi biết Đều là những gì đã chứng quả Ít nhất tam quả trở lên Điều này thầy lý nói Người Trung Quốc được trời hậu đại thánh nhân Đến chủ trì phiên dịch không phải người phàm người phàm mang lối nghĩ của mình cách nhìn của mình thánh nhân không có chính mình không chính mình mới có thể thấy được chân tướng có bản thân những gì thấy được là giả tướng chân tướng ta không hiểu ta cho rằng giả tướng là chân tướng lấy dùng phương pháp chân tướng của ta để thay đổi đổi thành giả tướng của ta đây là điều người xưa gọi là Sai ở một chữ chuyển ngữ Đọa làm thân trồn 500 kiếp Quý vị phải chịu trách nhiệm về nhân quả Nhân quả này Là địa ngục ngạ quỷ súc sinh Câu này cũng có xuất xứ Đại sư Bách Trượng đời nhà đường Bách Trượng là đời thứ tám Đồ tôn của lục tổ Huệ Năng Mỗi ngày đều thang đường giảng Pháp Thiền tông không giảng kinh. Thiền tông giảng khai thị. Những ghi chép của Khai thị gọi là Ngữ lục. Nói cách khác. Nói theo ngôn ngữ ngày nay chia sẻ những điều tâm đắc trong việc tu học. Mỗi, Mỗi lần ngày lên giảng đường thuyết pháp Đều có một cụ già Tóc tai, râu ria đều bạc trắng Đến nghe giảng Cụ sống sao nuôi Đại sư Bách Trượng biết đó không phải người đó là một con trồn. nhờ tu hành nên biến thành hình người đến tham gia pháp hội những người khác không biết đại sư bách trượng hiểu được ông đưa ra một nghi vấn với đại sư bách trượng là người tu hành còn rơi vào nhân quả chăng ngày xưa cụ là một đại pháp sư có người thịnh giáo với cụ người đại tu hành có rơi vào nhân quả chăng cụ nói không rơi vào nhân quả Vì câu nói này Mà đọa làm thân trồn 500 kiếp Con chồn này của tánh linh Ngày trước là một đại pháp sư tu hành trật tự Đời này gặp được bác trường Đại sư Bách Trượng nói với cụ Ngày mai cụ đến đây Mang câu hỏi ngày xưa người ta đã hỏi cụ Mang nó ra giảng đường để hỏi lại tôi Hôm sau Khi Lão Hòa Thượng đang giảng khai thị Cô già đến quỳ dưới đất Một mực cung kính hỏi lại câu đó Người đại tu hành có rơi vào nhân quả chăng? Thiền sư Bách Trượng trả lời không mê mờ nhân quả Quý vị xem Cô già nói là không rơi vào nhân quả Chỉ một chữ Nói sai chữ đó Đọa làm thân trồn 500 kiếp Ngài đã sửa đổi nó lại Không phải rơi vào Mà là không mê mờ nhân quả Vấn đề của ông đã được giải quyết Hôm sau không thấy ông đến nữa Lão Hòa Thượng nói ông cụ đầu bạc vẫn thường đến nghe kinh hôm qua là một con trồn Nó đã giải thoát rồi, bỏ thân trồn rồi Chúng ta đến sau núi đưa xác nó đi chôn An tán theo nghi thức dành cho người xuất gia Đến sau núi quả thật tìm được Đây chính là chuyển ngữ sai một chữ Đọa làm thân trồn 500 kiếp Đó là câu chuyện có thật Không phải diễn dông Sai một chữ Không rơi vào là gì? Không rơi vào nghĩa là không có nhân quả Gọi là không rơi vào Không mây mờ là gì? Có nhân quả rõ ràng như ban ngày Từ câu chuyện này Chúng ta hiểu được trong Phật Pháp Không phải là chuyện đơn giản Không phải thật sự chứng ngộ Làm sao dám Thật sự chứng ngộ cũng không được sửa Có ý kiến gì nên chú thích qua một bên Dứt khóa không được sửa đổi kinh văn Chú một bên là để mọi người tham khảo Gọi là người nhân thấy nhân Người trí thấy trí Chỗ ngộ của mỗi người nông sâu khác nhau Rộng hẹp khác nhau Phật dạy kinh Là ứng cơ thuyết pháp ở lúc nào, ở nhân duyên nào Giữa đối tượng nào Không giống nhau Cần phải hiểu vấn đề này Bởi thì cách giảng một bộ kinh Bạn quan sát cách chú giải từ xưa Trung Quốc chú giải Vô lượng thọ kinh không nhiều Chỉ có hai bạn Gia tường sớ và tình ảnh sớ là của Trung Quốc nhật bản rất nhiều nhật bản có đến ba bốn mươi nhà có sai sót chăng không có đều đúng hết tại sao lại đúng hết nội dung không giống nhau đối tượng không giống nhau có thầy giáo lần này giảng kinh vô lượng thọ thỉnh chung là những người sơ học nên giảng rất cạn có người thầy giảng bộ kinh này thỉnh chúng là những người tu hành đã lâu đều là những người có trình độ họ phải giảng xong đều không giảng sai đều là gì bản thân thấy được bản thân chứng nhập Vậy thì Mỗi câu Mỗi chữ trong kinh Đều mang vô lượng nghiện Khi thật sự khai ngộ Giảng thế nào cũng không sai Quý vị sẽ không giảng sai Tại sao vậy? Chính mắt nhìn thấy Khi chưa khai ngộ Nghe người khác giảng Nghe phong thanh Vấn đề càng rủi rắm Người xưa thường nói, trăm nghe không bằng một thấy, tận mắt nhìn thấy, như vậy có thể nhìn sai ư. Giống như, Hồng Kông mỗi ngày có hàng bao nhiêu khách tham quan. À, những người này đến Hồng Kông du lịch tham quan, kể lại cho bạn bè sau khi trở về, giới thiệu những gì đã thấy ở Hồng Kông. Trăm người có trăm cách giới thiệu đều đúng đều không sai bởi vì họ tận mắt nhìn thấy nếu chưa đến hồng kông nghe người này một câu nghe người kia một chuyện họ càng tiên truyền cái sai đó nhân lên hàng trăm chưa đi chưa đi sẽ thế nào nghe theo những gì người ta đã đi thì không sao Bởi thế nhất định phải kiến tánh Nhất định phải minh tâm Minh tâm kiến tánh Những gì bạn tận mắt thấy là tuyệt vời Thấy được những gì Thấy được y chánh trang nghiêm của thập Pháp giới Thấy được quả báo y chánh của chư Phật Bồ Tát Cho dù ta nói thế nào cũng không sai phải hiểu vấn đề này nên thấy rõ thì bản thân chúng ta sẽ không phạm lỗi lầm chúng ta nhìn lão cư sĩ hạ liên cư hội tập kinh này hoặc đầu không phải hội tập chỉ là hiểu đến bản của ngụy Mặt thâm Nghĩa là hiểu đến nguyên bản của ngụy mật Thân Bản này được chúng ta in ra Chỗ Pháp Sư Ngộ Đạo Học hội Tịnh Tông Hoa Tạng Đã in một ngàn cuốn trước đó là khoa phán của pháp sư từ chu cả cuốn tổng cộng ba mươi bảy phẩm đó là hiểu đến đầu tiên bạn ngụy mật thâm của hạ liên từ trong năm loại nguyên bản dịch có rất nhiều điểm quan trọng ông đã bỏ qua đấy là cách lấy bỏ và cách nhìn mỗi người khác nhau ông đã bổ sung vào sau cùng cảm thấy đây vẫn chưa phải là biện pháp cần phải hội tập để làm mới Nên cho ra cuốn 48 phẩm này Cuốn sách ra đời Còn vượt xa hơn Bản hội tập Của cư sĩ Ngụy Nguyên Trở thành Bản gốc được hiểu đến hoàng mỹ nhất Trong việc phiên dịch Hội tập kinh vô lượng thọ Sau khi bản này ra đời Chúng ta có thể làm thêm một bản hội tập nữa được chăng? Có thể Có thể thử sức làm một bản hội tập khác nhưng liệu có hoàn bị hơn bản này chăng? Hạ Liên Cư đã mất 10 năm Có thể nói là Tinh lực cả cuộc đời Để hoàn thành công việc này Đưa nhiều lần tuyên giảng Của Phật Thích Ca Mâu Ni Chỉnh lý hội tập thành Một bản hoàn thiện Tinh hoa mỗi lần tuyên giảng Đều nằm trong đó Chú giải của Hoàng Niệm Tổ Cũng không thua kém tập kết tất cả những bộ kinh đại tiểu thừa giải thích tất cả những danh từ thuật ngữ trong đó xiển dương tất cả những nghĩa lý ông đều trích dẫn rồi trích dẫn trước tác của một số đại đức tổ sư có một số là chú giải vô lượng thọ kinh có một số là chú giải những kinh luận khác giống như chúng ta thấy quán kinh được nhắc đến ở đây đây chính là nguyên văn kinh phật quán vô lượng thọ Có rất nhiều nơi Những danh từ thuật ngữ Chúng ta nhìn thấy Rất nhiều kinh luận Được Đại Đức Tổ Sư Chủ Thích Cũng gom vào một chỗ Kinh là bản hội tập Chú cũng là bản hội tập Kinh là nguyên văn năm loại kinh Chú cũng có 193 loại Chú giải kinh luận Mênh mông vô bờ Mở bộ kinh này ra liền bước vào khu vườn rộng vô lượng thọ Tuyết vời không kệ xiết Trong đó có vô lượng trí tuệ Vô lượng đức năng Vô lượng tướng hảo Bạn đều thấy hết Tự nhiên sẽ sinh tính tâm Tâm nguyện cầu sinh tịnh độ Chân thật niệm Phật nếu tính tâm không sinh Có Rất nhiều người hỏi tôi vấn đề này Họ cũng rất khó được Rất chân thành Tại sao tính tâm của tôi không sinh khởi được Tất nhiên việc đầu tiên nên hiểu là nghiệp chướng nặng làm sao tính tâm của tôi phát sinh được bạn phải hiểu được rằng tính tâm không sinh được là do nghiệp chướng nặng là không hiểu được chân tướng sự thật thời gian mê thất tự tánh quá lâu vô lượng kiếp đến này đã quên mất tập khí phiền não hiện tại quá nặng không thể buông bỏ được đây mới là nguyên nhân chủ yếu làm sao để tính tâm chúng ta được sinh phải giảm nhẹ phiền não đây là công phu đấy là buông bỏ nếu buông bỏ được phiền não sẽ nhẹ trí tuệ tăng trưởng thứ hai nhất định phải nghe kinh nhiều tại sao ta nghe không nhiều nếu ứng dụng phương pháp này của cổ nhân ta sẽ nhanh hiểu hơn phương pháp của cổ nhân là thâm nhập một môn quân tu thời gian dài bây giờ nghe tôi giảng kinh bạn không hiểu tại sao không hiểu chưa đủ số lần mỗi ngày quý vị đều nghe tôi giảng nhưng trôi tuột đi đâu Nhưng nếu lên giảng đường Nghe một lần Hai giờ Cứ nghe đi nghe lại Hai giờ đó đến mười lần Nghe hai mươi lần nghe ba mươi lần Hoàn toàn khác nhau Quý vị sẽ hiểu ngay Ngày nay chúng ta giảng kinh xong Đều thu vào đĩa CD với những người hiện đại Việc này Mang lại nhân duyên thù thắng Không gì sánh được Người xưa không có Làm sao họ nghe lại được lần thứ hai Ngày nay công cụ này người xưa nằm mơ cũng chẳng có à, việc học tập của cư sĩ lưu tú dân bà cũng sử dụng phương pháp này à, mỗi ngày bà nghe một đĩa mỗi đĩa một giờ một đĩa nghe mười lần Đấy chính là quân tu thời gian dài Tâm bà liền định Một lần không hiểu Hai lần, ba lần là ghi nhớ được một ít Bốn lần, năm lần Thích thú lên một tí Sáu lần, bảy lần Đã ngộ ra một ít Nghe xong lần thứ mười Không giống những lần trước đó Hôm sau nghe địa thứ hai Cũng một ngày nghe mười lần Sau khi nghe xong bộ kinh này Quay lại từ đầu Vẫn cứ mỗi ngày mười lần Phương pháp này chắc chắn Sẽ khiến quý vị khởi lên tính tâm bạn phải hiểu được phật pháp và thế pháp một cách rõ ràng bản thân mình biết nên lựa chọn thế nào bản thân biết nên phát nguyện tu hành ra sao chính bạn hiểu rất rõ đời này chắc chắn mình sẽ giảng sinh tịnh độ định thế giới cực lạc thân cận Phật A Di Đà viên mạng Bồ Đề vô thượng ngay trong kiếp này đời đời kiếp kiếp từ vô lượng kiếp đến nay mong ước một nguyện vọng bây giờ đã thực sự viên mạng gặt hái được lợi ích của tứ tất đàn phần sau sẽ có tứ tất đàn danh từ này gọi là hợp dịch giữa tiếng hoa và tiếng phạn trong năm thể lệ phiên dịch tức là chữ trung quốc tiếng hoa đàn là đàn na âm tiếng Phạn bốn loại tức là phổ biến đàn na dịch sang tiếng trung là bố thị nghĩa là bốn loại bố thị phổ biến Đối tượng là cõi hư không khắp pháp giới Bốn loại này phần sau sẽ dạng Nay kính ngưỡng thể hội lòng thánh Dẫn một ít kinh điển Ngưỡng là ngưỡng mộ Thể là thể hội một cách sâu sắc thánh được nói ở đây là phật a di đà tâm phật a di đà là gì chân thành cần thiết kỳ vọng tất cả chúng sinh chóng thành phật Đấy là tâm di đà Ngài có tâm đó Nên có hành động này Thật sự gia trị Giúp đỡ quý vị Gia trị và giúp đỡ Tôi thường nói với tất cả mọi người Bản thân phải siêng năng Bản thân không siêng năng Không thể gia trị được Bản thân ta siêng năng một phần Phật sẽ gia trì một phần Ta có hai phần siêng năng Phật sẽ gia trì hai phần Ngài chắc chắn thực hiện điều đó Quý vị siêng năng bao nhiêu Ngài sẽ gia trì bấy nhiêu Sẽ nhận được Bản thân không chịu tu hành Nhờ Phật gia trì Ngài không giúp được Phật không có thiên vị Đây là điều cần thiết Phật không có phân biệt chập trước Không có khởi tâm động niệm Dễ việc gia trì Tất cả chúng sinh Trong cõi hư không khắp Pháp giới Toàn là tương đối Phật ở đâu Không nơi nào trong cõi hư không khắp pháp giới Không có ngàn Lúc nào cũng có Đấy gọi là Pháp Thân Pháp Thân không có hình tướng Pháp Thân có thể hiện mọi hiện tượng Hiện tướng Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ Hiện thế nào Xuất sinh ngay chỗ này Diệt tận ngay chỗ này Chỗ đó tức là Một nơi không cố định Lúc đó là không có thời gian cố định Cái gọi là giờ phút đó Nghĩa là ngay trước mặt Là nghiêm kinh đã nói Xuất sinh ngay chỗ này Chỗ nào cũng có thể diệt tận Ngày nay chúng ta nghe những lời đó Ý nghĩa những câu đó có những khái niệm khá vững. Bởi vì chúng ta đã nghe cuộc đối thoại giữa Thế Tôn với Bồ Tát Di Lặc. Giây phút đó, lúc đó là cái búng tay mà Bồ Tát Di Lặc đã nói. Một niệm trong 32 ức trăm ngàn niệm nếu chúng ta đổi thành số Ngày nay rất dễ hình dung Một giây Một ngàn sáu trăm triệu Trên một giây Trong một giây Có một ngàn sáu trăm triệu niệm Một niệm trong đó Đấy gọi là xuất sinh chỗ đó Theo chỗ diệt tầng Đây là chân tướng sự thật Chân tướng ở đây ngang với gì? Ngang với số không Bởi thì bác Nhã Kinh nói Những thiết pháp Vô sở hữu tất cảnh không bất khả đặc Xây dựng Phật Pháp Nơi vô sở hữu tức cánh không bất khả đắc Đó là gì? Kinh Hoa Nghiêm nói Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Pháp giới không chứa ngại xây dựng phật pháp là để tiếp dẫn chúng sinh giúp họ giác ngộ bồ tát xây dựng phật pháp có khởi tâm đồng niệm chăng không có căn bản không có khởi tâm không có đồng niệm xây dựng những gì xây dựng mà không xây dựng không xây dựng mà xây dựng không có nắm bắt Để gọi là diệu Gọi là tùy duyên diệu dụng Không có khởi tâm động niệm Thì làm gì có phân biệt chấp trước Đó được gọi là gì? Diệu dụng của tự tánh Câu đầu tiên của Hoàng Nguyên Quán Câu đầu trong bốn đức Tùy duyên diệu dụng Hiện tượng Thuyết pháp Độ chúng sinh Không khởi tâm Không động niệm Không phân biệt Không chấp trước Diệu chư phật như lai bồ tát pháp thân làm được ngày nay chúng ta chỉ biết không làm được đó là điều rất khó giống như những gì đại sư trí giả đời nhà đường đã nói Biết nhưng không làm được Đấy là gì? Giải ngộ Không làm được Chúng ta học Phật bao lâu nay? Đọc rất nhiều kinh luận đại thừa hiểu được khẳng định được không còn hoài nghi bản thân không làm được lý do gì vậy vẫn khởi tâm động niệm vẫn phân biệt chập trượt nhưng chắc chắn những lời dạy của như lai như Đại sư Trí Giả đã nói Biết nhưng không làm được Cái biết của họ không sai Cái thấy của Phật Cái biết của Phật Thầy của cả nước Có người này có thể làm quốc sư Nói được nhưng không làm được Kiến giải của họ thật sự là cái thấy, cái biết của Phật Nhưng chưa buông bỏ phân biệt chấp trước vọng tưởng Làm quốc sư Nếu biết được mà làm được Đó không phải là quốc sư Mà là quốc bảo Đó là bảo vật quốc gia Rất ít có Quốc sư có thể Giống như quốc sư Tuy không làm được giới luật Họ không phản đối giới luật Nhưng ca ngợi giới luật Trì giới rất hay Nhưng tôi không làm được Không phải vì việc tôi không hành trì Nên cho đó là không tốt Cho là tà tri tà kiến Như thế là kéo người xuống địa ngục Bản thân không làm được Ca ngợi giới định tuệ Bạn đã đưa mọi người đến với chánh đạo Có thể làm quốc sư Tâm thái của người thầy là như thế Mong tất cả học sinh giỏi hơn mình Ta là viên đá lót chân Học sinh từ đó mà lên cao Đó là quốc sư không có tư tâm Không ngạo mạn Không đố kỵ Mong mọi người vượt trước mình Chánh Pháp mới cựu trú Nhân dân mới hạnh phúc Mọi người đều giống tôi là hỏng Tôi là nhân vật số một trên thế gian Không ai bằng ta Thế giới này là kết thúc Đấy gọi là chánh niệm Chánh tri chánh kiến Chánh niệm hiện tiền Biết rõ bản thân Tập khí phiền não còn nặng Đang thay đổi Nhưng đâu đơn giản Công phu của ta đang dần tiến lên Người khác vừa qua ta Vui thích ca ngợi Dẫn một số kinh Để chứng minh cực lạc diệu hưởng Không nói cực lạc thật có Nếu nó thật có Là có vấn đề Diệu hữu Diệu hữu là gì? Diệu hữu là không có Thế giới ta đang sống là diệu hữu bạn phải biết điều đó Rất nhiều chúng sinh hiểu nhầm Cho rằng thực có Thực có là muốn sở hữu Muốn chiếm hữu Diệu hữu thì sao Là có nhưng không có Không có mà có Giống như nằm mơ Với cảnh giới đó Bạn không có ý niệm Chiếm hữu Tại sao vậy? Không khống chế được Không có ý niệm chiếm hữu Đương thể tức không Không thể lấy được Bởi thì luôn luôn quán tưởng Những lời Bồ Tát Di Lạc đã nói Một búng tay có 32 ước trăm ngàn niệm Mỗi niệm thành hình Hình đều có thứ Vậy tất cả Pháp quý vị không còn khởi tâm đồng niệm Không bao giờ chập trước sẽ không phạm vào lỗi lầm đó tại sao vậy tất cả đều là giả ta cũng giả cảnh giới bên ngoài đều là giả những thứ giả là gì quý vị có thể hưởng thụ nhưng không thể chiếm hữu chiếm hữu không được không thể không chế cũng không cách nào chi phối nó giống như chúng ta xem truyền hình có thể thưởng thức nhưng không nắm bắt được nó không chiếm hữu được nó thế giới này bao gồm thân thể của ta ngã và những thứ ngã sở hữu đều là giả phải hiểu được thời gian tồn tại của nó một ngàn sáu trăm triệu trên một giây Đó là thời gian tồn tại Một giây có thể đổi thành bao nhiêu? Đổi thành một ngàn sáu trăm triệu Mỗi ý niệm đều độc lập Niệm trước không phải là niệm sau Niệm sau không phải là niệm trước Vậy thì sự liên tục đó Trước đây chúng ta nói tương tự tương tục Trong kinh cũng nói tương tự tương tục Đúng là Pháp tương tự tương tục Nếu nói tương tục Có nghĩa là Cái trước hoàn toàn giống cái sau Nhưng tuyệt đối Không có hai ý niệm đều tương đồng một ý niệm là một pháp giới Một pháp giới là cõi hư không khắp pháp giới Ý niệm có, pháp giới liền có Ý niệm không có, pháp giới liền không có Giống như nằm mơ Có ý niệm cảnh tượng trong mơ hiện ra Ý niệm không có, tự nhiên tỉnh dậy Cảnh trong mơ biến mất Chân tướng sự thật Có thể nói như giấc mơ Nếu thấy rõ đạo lý một giấc mơ Ta sẽ thành Phật Đái triệt đại ngộ Lúc nào chúng ta đang nằm mơ Biết được ta trong mơ Đó gọi là khai ngộ Mình nằm mơ Không biết mình trong giấc mơ đó Đấy gọi là mê hoặc Mê ngay trong đó Khi tỉnh cơn mơ Một ngày nào đó Chúng ta ở trong sự thật Tự nhiên ta hiểu ra được Thấy rõ ràng Đấy gọi là gì Đấy là thành Phật Phật Thích Ca Mâu Ni Khi còn một vị Bồ Tát Với cội Bồ Đề Cũng giác ngộ như thế Thấy được gì? Thấy bản thân đang trong mộng Đại sư Huệ Năng Khi ở trong phòng phương trượng ngũ tổ Quá nhiên tỉnh ngộ Biết đang trong mộng Năm mộng Nên đã thành Phật không còn vấn đề gì nữa có nghĩa là tập khí phiền não không còn nữa tạp niệm không còn nữa vẫn còn tập khí đó là tập khí vô minh vô thị tập khí phiền não kiến tư phiền não trần sa chắc chắn không còn nữa Vì thị Chứng cực lạc diệu hưởng Khỏi rơi vào thiên không Dạng pháp dây không Cái không đó không phải vô Cái không đó sẽ hiện tướng Tuy hiện tướng Nhưng tướng đó không phải thực có Tướng đó gọi là diệu hưởng Phần tiếp theo Ông dẫn ba bộ kinh để chứng minh Là Thứ nhất Quán Kinh nói Di Đề Hy Cùng 500 người hầu Người hầu là Cung nữ Nghe những lời Phật dạy Lập tức thấy được Sự rộng lớn của thế giới cực lạ nghe phật dạy được phật giá trị phần trước đã nói nhờ sự giá trị của đạo sư hai nước phật thích ca mâu ni giá trị sự giá trị của phật a di đà nên thấy được Thấy được y báo thế giới cực lạc Khung cảnh rộng lớn là y bảo Thấy được thân Phật và hai vị Bồ Tát Ở đây là thấy được Phật A-di-đà Chảnh báo thế giới cực lạc Phật A-di-đà hai vị Bồ Tát là quan âm thế chi Tâm sinh quan hỷ Khen chưa từng có Quá nhiên đại ngộ được vô sanh nhận, thấy ánh sáng thấy Phật, thấy thế giới cực lạc khai ngộ, được vô sinh nhận, vô sinh là gì? Tất cả pháp bất sinh bất diệt, nhận là khẳng định thừa nhận, không còn hoài nghi. Hoàn toàn đồng ý Không có ý kiến về tất cả những điều Phật đã dạy Vậy là vô sinh nhận Tất cả Pháp thật sự không sinh, không diệt Y chánh trang nghiêm của thật báo độ thế giới cực lạc những cư dân ở đó Đều đã đạt đến Không khởi tâm không đồng niệm Không khởi tâm không động niệm Là tự tánh bản định Khi khai ngộ Lục tổ Huệ Năng câu thứ tư đã nói Nào ngờ tự tánh vốn không giao đồng vốn không dao động bởi thì tâm không dao động là chân tâm động là vọng tâm đây là câu trả lời vì sao phải tu định tại sao định lại quan trọng như thế bởi vì định là bổn định là chân tâm của bạn khi định được chân tâm liền có mặt Trong giáo lý Đại Thừa Cái gọi là tám dạng bốn ngàn pháp môn Đây chính là tám dạng bốn ngàn phương pháp tu định Có tám dạng bốn ngàn phương pháp Nhưng định chỉ có một Bởi thì trong kinh bát Nhã Phật dạy Pháp môn bình đẳng không có sai khác. Tại sao tất cả đều tu định? Khi tâm đã định ở đây là giống nhau. Bất kể bạn áp dụng phương pháp nào cũng được. Bất kể phương pháp nào đều có thể đắc định. Phương pháp, cách thức vô lượng vô biên. Đây gọi là pháp môn vô lượng. Gọi là tám dạng bốn ngàn pháp môn à, Phương pháp chúng ta thực hiện là trì danh niệm Phật Dùng phương pháp đó để tu định Định là gì? Không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước Đấy đều là định Những thứ đó có nông sâu, thứ tự không giống nhau Không khởi tâm, không động niệm là sâu nhất đó là định vốn có trong tự tăng Không chấp trước là tiểu định Không phân biệt là đại định Không phân biệt không chấp trước là định vốn có trong tự tăng Đây là minh tâm kiến tăng thì mới biết việc tu tâm thanh tịnh quan trọng như thế nào ngày nay chúng ta có phương pháp hay cực hay là niệm phật a di đà đại đức tổ sư dạy cho chúng ta thay đổi tâm trí cho chúng ta tâm hiện nay của chúng ta là tâm tình chấp Đổi tâm đó thành Phật A-di-đà Phật A-di-đà là tâm của ta Tâm ta là Phật A-di-đà Phật A-di-đà đổi nhân sự thế ra sao Thanh tịnh bình đẳng giác Đấy là tâm Phật Thanh tịnh bình đẳng giác Chúng ta đã thấy trong kinh này là danh hiệu phật a di đà phật a di đà còn được gọi là thanh tịnh bình đẳng giá thanh tịnh bình đẳng giá là chân tâm của ta chân tâm của ta vốn là phật a di đà tại sao bây giờ lại đánh mất phật a di đà vì suy nghĩ lung tung Tại sao khoảng cách càng lúc càng xa với Phật A-di-đà? Bây giờ thấy rõ rồi, hiểu được rồi Nên kéo việc này lại gần hơn Cũng như nói Vị Phật trong tâm chúng ta Nên mỗi niệm liên tục Những tình chấp trong tâm Mỗi ngày mỗi xa Những giọng niệm Làm được những việc này Làm một hai năm Ta sẽ thấy an vui Tại sao có kết quả Tâm thanh tịnh Ít giọng niệm Nhẹ phiền não Trí tuệ tăng Làm sao không vui được Lúc đó mới thể hội được những gì Đại Đức Xưa đã nói Mùi đời làm sao đậm bằng mùi đạo Tại sao đã nếm được mùi đạo Ngày nay chúng ta học Phật chưa nếm được mùi đạo Những gì ta nếm được là phiền não Là phân biệt chấm trước chưa niệm được Vậy thì ta không khởi tâm quan hệ, Tính tâm kia, tâm nguyện kia không thể nảy nở được Vấn đề ở chỗ đó Ở đây là không siêng năng Siêng năng có thể thay đổi tâm Siêng năng để thay đổi tâm đó là niệm Phật Mỗi ngày bạn đừng để gián đoạn 24 giờ Niệm Phật hiệu sẽ thay đổi được Niệm Phật thật tốt Quá thật được như thế Càng niệm càng minh mẫn Càng niệm càng an vui Càng niệm càng thấy rõ được Chân tướng của thế giới này Niệm năm ba năm Nói thật Quá khứ dị lai đều biết rõ hết Dân già thông hiểu Mắt tỏ là thiên nhãn Tai tỏ là thiên nhị Túc mạng thông Thấy được các đời kiếp thời quá khứ Nhớ lại được Tha tâm thông Ta biết được người khác đang nghĩ gì Biết nhưng không gây phiền hà Ngày nay chúng ta biết được nhiều chuyện thường gây phiền hà Tại sao? Vì dẫn những chuyện đó vào mình Luôn nghĩ đến nó Nên gây rắc rối cho mình Khi đã thông rồi biết được Không gây phiền Không nghĩ đến nó Bởi thì nó không trở thành chướng ngại Đây mới thật sự gọi là Tâm sinh quan hệ Khen chưa từng có Quá nhiên đại ngộ Được vô sinh nhận Năm trăm thị nữ Phát tâm bồ đề Nguyện sinh nước kia Có nguyện tất nhiên có tính Chân tính phát nguyện Thế tôn liền thọ ký tất cả giảng sinh Phật Thích Ca Mâu Ni chứng minh cho họ Năm trăm thị nữ Các người chắc chắn sẽ sinh tịnh độ Khi đã giảng sinh Liền được tam muội hiện tiền như Phật ta muội là tâm thanh tịnh được những điều như phật ta muội hiển tiền không phải quá khứ không phải tương lai mà lập tức nhận được nhận được những gì những gì nhận được là trí tuệ tam muội là định khi định khởi tác dụng là trí huệ tam muội cũng là những gì trên đề kinh đã ghi. thanh tịnh bình đẳng thanh tịnh bình đẳng là tam muội giác là tác dụng giác là trí tuệ quá mặt Quảng. Như Quán Kinh nói à, sẽ Xem kinh. tiếp phần thứ hai Cuốn ừ. Kinh thứ hai được dẫn chứng Kinh Phật thuyết như huyện Tam Ma Địa Vô lượng ấn Pháp Môn à, Tiêu chí đề cuốn Kinh này có Phật thuyết Tam ma địa Đồ ma tha Kinh Lăng Nghiêm gọi là Tam chỉ tam quán Có thể nói Nó là ba thứ thiền định Đồ Ma Tha Chú trọng chỉ Ta Ma Địa Chú trọng quan, Thiền Na Chỉ quán ngang nhau Thiên thai hoa nghiêm đều tu chỉ quán hoa nghiêm Kinh, chúng ta đã đọc hoàng nguyên quán của quốc sư hiền thủ phần sau nói về phương pháp ngũ chỉ lục quán Tam Ma Địa thuộc gì? Một trong những lục quang. Ở trước thêm Như Huyển trở nên tuyệt vời. Như Huyển là gì? Chân tướng sự thật. Nó cho thì Phật Pháp là pháp nhân duyên sinh Không phải chân Bởi thì trong kim kim cang Phật dạy Pháp còn phải xả huống gì phi pháp Ý nghĩa của chữ xả Không phải nói không cần pháp Pháp có xây dựng Phật Pháp Xây dựng Phật Pháp trong cái không Xây dựng cái gì Ta không thể khởi tâm động niệm Không thể phân biệt chấp trước Đây gọi là diệu hưởng Đừng cho đó là thật Hãy coi việc xây dựng Phật Pháp Cũng là thật Như thế là rắc rối Sai lầm Dùng nó Dùng nó để nâng mình lên Dùng nó để tiếp dẫn chúng sinh Bản thân nó không phải thật Bạn đừng khởi tâm động niệm với nó Khởi tâm động niệm là đọa lạc Phân biệt chấp trước lại càng đọa lạc thê thảm Sẽ rơi xuống tam ác đạo Chấp trước sẽ rơi vào ác đạo Phân biệt sẽ rơi vào pháp giới tự thành chắp trước đoá lạc vào lục đạo vô lượng ấn ấn có nghĩa là chứng minh thời xa xưa trung quốc ấn là chứng minh gọi là ấn tính người nước khác dùng chữ ký người trung quốc đóng ấn làm chứng người ấn độ cũng rất quan trọng đây là thí dụ vô lượng ấn là dùng vô lượng pháp môn để làm chứng hoặc ấn chứng vô lượng pháp môn Trong kinh này nói Lúc đó trong hội Phật Thích Ca Mâu Ni Ở thế giới Ta Bà Tất cả các Bồ Tát Ma Ha Tát Một dạng hai ngàn vị tỳ kheo hai dạng người tỳ kheo ni ưu bà tát Ưu bà di Phạn dương Đệ thích Bốn vua giúp đời Ở đây là tứ đại thiên dương Bốn vua giúp đời Và những thiên lâm Giả soa Càng thác bà A tu la Ca lâu la Khẩn na la Ma La già Người Loài không phải người Chúng ta thường gọi là tám bộ quỷ thần Trong nhà Phật là thần hộ Pháp Đều thấy được cái giới cực lạc kia Những người này đều nhìn thấy Hãy thế giới cực lạc là y báo Và thấy như lai vô lượng quang Đại chúng Bồ Tát thanh văn dây quanh Đây là thấy chánh báo Thấy được cả y bao, chánh báo Ánh sáng trực trở như núi diệu cao Ở đây là Nói trong hội Như Lai Thích Ca Mâu Ni Cũng là nói bộ kinh này Phật Thích Ca Mâu Ni Giảng Vô lượng thọ kinh Kinh vô lượng thọ là Bộ kinh được Thế Tôn Nói rất nhiều lần Bởi thì rất nhiều kinh điển khác Cũng có cách ghi chép như thế Giống như bộ kinh Như huyển Tam Ma Địa Vô lượng ứng Pháp Môn cùng nói đến Đều có thể dùng đoạn kinh này Để chứng minh Điều này chứng minh Nó là chân không phải giả Phần thứ ba Được dẫn chứng thập giảng sinh kinh Nói Phật nói với Bồ Tát Sơn Hải Tuệ Này các con nên đứng dậy chắp tay Đứng thẳng hướng Tây Chánh niệm quán Nước Phật A-di-đà Xin thấy Phật A-di-đà Đây là lời Phật dạy mọi người Tại sao Phật nói như thế? Phật thấy cơ duyên mọi người đã chín mùi Cũng có thể nói Duyên với Phật A-di-đà Đã chín mùi Lúc đó bèn nhắc nhở mọi người Bồ Tát Sơn Hải Tuệ làm đương cơ Nói với Bồ Tát Hiện tại Kim là hiện tại nên đứng lên chắp tay Thẳng người hướng Tây Ở đây chỉ phương hướng đứng Chánh niệm là nhất tâm chuyên niệm Quán là trong tâm nên quán tưởng miệng niệm phật tâm nhớ nghĩ phật a di đà nhớ nghĩ thế giới cực lạc nước a di đà phật là thế giới cực lạc xin thấy phật a di đà chúng ta niệm trong lòng lúc nào cũng mong thân cận phật a di đà thấy phật a di đà học tập phật a di đà phần tiếp theo là đại chúng y giáo phụng hành lúc đó tất cả đại chúng tất cả đại chúng đang tham dự đều đứng lên chắp tay Cùng quán Phật A-di-đà Mọi người đều làm theo lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni Cảm ứng liền thông Giống như đạo lý trong kinh này Chúng sinh có cảm Hướng gì Đã có Phật Thích Ca Mâu Ni đứng bên chỉ đạo Oai thần gia trị Sức mạnh cảm ứng này Cực kỳ bất khả tư nghị Có thể nói cùng Phật A-di-đà Tương ứng ngay tức khắc Nhất niệm đó tương ứng ngay Liền thấy nước A-di-đà Phật Thấy ngay những thứ trang nghiêm diệu hảo Ở thế giới cực lạc Đều là thất bảo Núi thất bảo Cõi nước thất bảo Ở đây nói về y bảo bảy trong bảy báo không phải số điểm tượng trưng cho sự đầy đủ số bảy tượng trưng bốn hướng và trên dưới thêm phương giữa là đầy đủ vì vậy nó không phải số điểm đầy đủ ở đây là vô lượng vô biên một số chúng ta đã nhìn thấy ở thế giới này một số chúng ta chưa nhìn thấy thế giới cực lạc rộng lớn hơn thế giới chúng ta quả đất chúng ta có biên giới thế giới cực lạc không có biên giới nó không phải nước pháp tướng nó là nước pháp tánh pháp tánh không giống pháp tướng pháp tướng có chất chúng ta gọi là vật chất nó có vật chất pháp tánh không có vật chất hai cõi này khác nhau có vật chất và không có vật chất không đụng chạm nhau lý sự vô ngại sự sự vô ngại nó không đụng chạm bởi thì thế giới cực là không chỗ nào không có không lúc nào không có có duyên lập tức hiện tượng nếu duyên không có lập tức biến mất đúng như câu có mặt ngay đây biến mất ngay đây bởi thế thấy được nuôi thất bản nước thất bạo ở thế giới cực lạc lại thấy nước chim cây rừng thường nói tiếng pháp nước chim cây rừng đều đang thuyết pháp đều đang niệm phật trong môi trường đó Muốn nghe kinh nào Sẽ nghe được kinh đó Như những gì bạn nghĩ Hai người ở cùng nhau Tôi muốn nghe vô lượng thọ Anh muốn nghe qua nghiêm kinh Những gì chúng ta nghe thấy Đều là những thứ trong lòng ta suy nghĩ giống như kênh khác nhau tôi mở kênh này bạn sẽ xem được kênh này tướng hiện ra những âm thanh nghe được bạn nhìn thấy những gì bạn nghĩ tôi thấy được những gì tôi nghĩ không xung đột lẫn nhau đây là cảnh giới bất khả tư nghị Nước kia Mỗi ngày đều chuyển Pháp Luân Không bao giờ nghỉ Những gì ở trên đều cho thấy Nhân dân Ấn Độ đương thời Hoặc đến hàng trăm Hoặc đến hàng dài Tận mắt nhìn thấy y chánh tra nghiêm thế giới cực lạ hướng tây có thế giới có phật a di đà hai chữ hữu ở đây nên phải để ý hai chữ hữu chắc chắn là có không phải già Thời gian đã hết chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật